Suốt chiều dài lịch sử, chưa có lúc nào mà chúng ta có nhiều thuận lợi cho việc tự giáo dục như ngày nay. Muốn biết thêm một kỹ năng mới, rất dễ dàng, người ta chỉ cần gõ địa chỉ trên trang Google, lục lọi và nghiên cứu, thực hành đúng cách và đẩy bản thân vượt lên giới hạn. Nhưng mặc dù có trong tay quyền năng truy cập thông tin đáng kinh ngạc như vậy, vẫn rất ít người tận dụng được tối đa việc tự học. Chúng ta đã bị gieo vào đầu cái lối suy nghĩ rằng ta cần phải có được giáo dục để học được một điều gì đó, dù trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể tự học. Hiện nay thì người ta không cần phải có bằng đại học thì mới đủ điều kiện để làm một số công việc nhất định. Và trong khi đó thì các công ty lớn và lâu đời vẫn chưa nhận ra điều này. Các startup nhỏ hơn, có tư duy tiến bộ hơn thì mang tư tưởng trái ngược hoàn toàn. Rất nhiều người thành công ở thời điểm hiện tại có được vị trí như ngày hôm nay bằng cách tự dạy mình các kỹ năng, và không có lý gì mà bạn không thể làm điều tương tự. Tự học có thể là tấm vé đưa bạn thoát khỏi công việc nào đó mà bạn ghét, hay một chuyên ngành nào đó mà bạn chẳng lấy làm mặn mà. Và tự học sẽ là một kỹ năng cốt lõi ở thế kỷ 21. Nó sẽ quyết định khả năng thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh, danh sách công việc và công nghệ liên tục mở rộng. Câu hỏi ở đây là bạn có thể tận dụng tối đa những thông tin sẵn có như thế nào để tự phát triển kỹ năng? Việc đầu tiên là sẽ thay đổi tư duy về cách chúng ta nên học. Chúng ta học như thế nào? Ở trung học, đại học và hầu hết các bậc học cao hơn, ít nhất là ở Hoa Kỳ, mô hình đào tạo sẽ định hình cho chúng ta tư duy chờ đợi để được tiếp nhận thông tin và ngừng suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Bạn học giỏi như thế nào sẽ được đánh giá dựa trên điểm số của bạn. Điểm số sẽ dựa trên điểm kiểm tra, bài thi, đồ án, và những thứ này sẽ phụ thuộc vào việc bạn áp dụng những thông tin được tiếp nhận tốt đến đâu. Trong ít nhất là 12 năm, bạn đã được đào tạo để nhại và dùng lại những thông tin mà bạn được mớm cho, nhưng mà bạn chưa bao giờ được rèn luyện để tự tìm kiếm những thông tin đó. Sẽ không có một vị giáo sư nào bước vào lớp và nói thẳng đột với bạn rằng hãy tự tìm cách để dựng lên một trang web, hạn là ngày mai, và sau đó rời đi. Thực tế thì có lẽ sẽ giống như thế này hơn. Thầy cô sẽ dạy cho học sinh cách để xây dựng một website và sau đó kỳ vọng là các bạn sẽ làm theo đúng các bước như đã được hướng dẫn. Nhưng ở thế giới thực thì việc học không diễn ra như thế. Nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì, trong bất cứ lĩnh vực gì, kinh doanh, sáng tạo, làm tự do, viết lách, dịch vụ, thì bạn phải tìm ra cách giải quyết vấn đề khi chưa được truyền đạt kiến thức từ trước. Cách mà chúng ta được dạy để học: thứ nhất là tiếp nhận giải pháp, rồi sau đó đến tiếp nhận vấn đề, rồi mới đến áp dụng giải pháp để giải quyết vấn đề. Còn cách mà các bạn học trong đời thực: thứ nhất là tiếp nhận vấn đề, thứ hai là tìm giải pháp khả thi, thứ ba áp dụng giải pháp. Nếu vấn đề được giải quyết thì ok, còn nếu vấn đề chưa được giải quyết thì lại lặp lại bước 2 và bước 3. Về cơ bản, đây chính là việc đoán và thử, và nó là một phương pháp để tìm ra giải pháp cho các vấn đề tốt hơn rất nhiều so với người ta nghĩ. Khi bạn tự dạy mình một cái gì đó, sẽ chẳng có giáo trình, ghi chép, sách giáo khoa hay là có giáo sư nào hướng dẫn bạn từng bước một. Bạn cứ thế chuyển từ vấn đề trước sang vấn đề sau và dần dần giỏi hơn trong việc đoán và thử. Nhưng vì đã quá quen với việc được mớm kiến thức suốt nhiều năm qua, học theo cách thức này có thể khá đáng sợ đối với bạn. Trước hết, bạn sẽ cần phải rèn luyện hoặc là rèn lại khả năng tự học. Và cách dễ nhất để bắt đầu thói quen tự học chính là áp dụng một kỹ thuật mà tôi đã phát triển, được gọi là phương pháp sandbox, vùng thử. Áp phương pháp sandbox cho việc tự học. Phương pháp sandbox là quá trình liên tục tự giáo dục dựa trên nghiên cứu khoa học mới nhất về cách chúng ta học và cách chúng ta xử lý thông tin. Theo phương pháp này thì chúng ta không cần phải ghi nhớ các sự kiện, công thức hoặc các chi tiết vụn vặt khác nữa. Thay vào đó thì chúng ta cần phát triển sự hiểu biết trực quan về các kỹ năng mà mình đang có, tiếp xúc với thật nhiều thông tin về kỹ năng mà chúng ta muốn học và không ngừng thúc đẩy bản thân tiến bộ. Ta có thể thực hiện theo phương pháp này một mình hay là với người dẫn dắt, ở trường hay là công ty, và ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đó là một quá trình học và cải thiện liên tục, được chia làm 4 bước theo chu kỳ như sau. Bước 1. Xây dựng sandbox cho bản thân. Trước khi dành thời gian để nghiên cứu cách học hoặc là cách để học tốt hơn, bạn sẽ cần phải tạo ra một môi trường để thực hành việc học.
Theo phương pháp này thì bạn sẽ phải dành thời gian phần lớn để thực hành và thử nghiệm chứ không phải học. Vì vậy, bạn cần một môi trường để có thể dễ dàng rèn luyện kỹ năng và cải biến. Đó là vùng của bạn, một nơi mà bạn có thể thoải mái vọc vạch đủ thứ liên quan đến kỹ năng mà bạn đang cố gắng học, mà không cần phải lo nghĩ nhiều về việc phải làm cho ra làm. Vùng thử này sẽ cho phép bạn tự do khám phá, thử nghiệm và cả thất bại, mà không hề gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực gì đến đời sống về lâu về dài, tiền tiết kiệm hay là danh tiếng của bạn. Nó là một môi trường lý tưởng cho việc học tập bứt tốc. Tiêu chuẩn của Sandbox là: thứ nhất, chi phí thấp hoặc là miễn phí, như vậy thì bạn sẽ không trì hoãn cho việc bắt đầu. Thứ hai là mang tính sân chơi, vì vậy bạn sẽ không sợ thất bại hoặc chia sẻ về việc bạn đã làm. Thứ ba là công khai, để bạn thấy có trách nhiệm và phải làm có tâm. Và ví dụ về vùng thử, ví dụ như là lập trình, tài khoản ở trên GitHub, Heroku để bắt đầu dự án nào đó và nhờ trợ giúp. Thứ hai là có thể là viết một blog cá nhân ở trên WordPress, Medium hay là Squarespace, nhiếp ảnh, máy tính và tài khoản Instagram, thiết kế phần mềm Sketch và tài khoản Dribbble để sâu thành quả. Dù bạn muốn học bất cứ điều gì đi nữa, thì bạn phải có một sandbox để sẵn sàng trước khi bắt đầu. Nếu như bạn không tìm ra một cách thức dễ dàng nào đó để thực hành điều bạn muốn học và sâu thành quả cho mọi người, thì bạn sẽ học chậm hơn rất nhiều và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự phản hồi. Việc trưng ra công việc của bạn khi vẫn đang còn là một tay băng ngơ đúng là đáng sợ thật, nhưng nó sẽ giúp bạn thoải mái với việc người khác nhìn thấy được thành quả sáng tạo của bạn trước khi chúng đạt đến độ hoàn hảo và trước khi bạn trở thành một chuyên gia. Trường học thì rèn cho học sinh cảm giác sợ bị phán xét thành tích bằng việc mọi thứ đều được đo bằng điểm số. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua được nỗi sợ hãi tiềm ẩn đó và bắt đầu chia sẻ những gì bạn đang làm với nhóm cộng đồng cùng lĩnh vực, thì bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều và có thêm một quan hệ hữu ích. Khi vùng thử đã sẵn sàng, thì giờ bạn có thể bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu thêm những kỹ năng mà bạn muốn đạt được. Bước thứ hai là nghiên cứu. Để tiếp tục mở rộng đường biên của vùng thử, gia tăng mức độ kỹ năng mà bạn có thể thực hành và áp dụng, bạn sẽ cần một sự đầu tư nhất định cho việc nghiên cứu. Các tài nguyên trực tuyến luôn có sẵn để dạy bạn bất cứ điều gì mà bạn muốn học. Vấn đề ở đây là cần tìm ra những gì đáng học, đáng xem và đáng nghe. Ban đầu thì bạn cần phải tìm ra công thức, đó là loại thông tin tốt nhất. Hãy tìm những hướng dẫn ngắn gọn và rõ ràng để sao cho bạn có thể áp dụng ngay lập tức và sử dụng kỹ năng muốn học ở vùng thử. Nếu bạn không thực hành những gì mà bạn đã đọc, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự học. Vì vậy, khi bạn muốn luyện tập một kỹ năng, hãy tìm hiểu các tài liệu giúp mở rộng hiểu biết của bạn về nó và cung cấp cho bạn các công thức mới để thử nghiệm. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là sách. Tôi yêu sách vì chúng là nguồn tài nguyên học tập hữu ích. Tôi đã sử dụng sách để cải thiện kỹ năng chụp ảnh, trở nên tốt hơn ở lĩnh vực marketing, học cách học. Và sách là nguồn tư liệu có ý nghĩa rất lớn với người tự học. Bạn cũng có thể sử dụng sách để học các kỹ năng khó hơn như là lập trình. Ít nhất thì tôi đã từng gặp một người đã tự học lập trình chủ yếu thông qua sách giáo khoa. Nguồn tài liệu tiếp theo có thể là blog hoặc là tài nguyên trực tuyến. Bên cạnh sách thì có rất nhiều nội dung trực tuyến bạn có thể sử dụng cho việc tự học. Một số người đã viết hẳn những bài blog về cách tự học marketing, tự học thiết kế, tự học JavaScript. Và nếu bạn chịu khó tìm kiếm thì bạn có thể tìm những bài hướng dẫn được viết rất tốt để học bất cứ điều gì. Cách dễ dàng nhất để tìm những thứ này đơn giản là vào Google, làm thế nào để X hay là cách để tìm hiểu X và đâu là cách để trở nên tốt hơn trong việc X. Thường bạn sẽ tìm thấy một bài viết hay, một thảo luận trên Reddit để bắt đầu quá trình tìm hiểu. Nguồn tiếp theo đó là các khóa học trực tuyến và MOOC, khóa học trực tuyến đại chúng mở. Nếu bạn thích xem và nghe hơn là đọc, thì các khóa học trực tuyến hoặc là MOOC sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho việc tự học. Trên Internet có vô vàn các lớp học trực tuyến, miễn phí và có phí, có thể dạy cho bạn mọi thứ về lập trình, marketing, thiết kế cho đến giả sử như bạn thích như đá đám rổ chẳng hạn. Một số trường đại học thậm chí còn chia sẻ miễn phí các bản ghi thu của khóa học, có thể điểm qua như là OpenCourseWare của viện MIT, khóa học của Harvard và rất nhiều khóa học miễn phí từ hàng tá trường đại học khác. Ngoài ra thì còn có những nền tảng chuyên dụng để học các khóa học trực tuyến. Cá nhân tôi thì đã sử dụng Skillshare, Khan Academy, Coursera, Codecademy và Udemy. Một số khóa học trong danh sách kể trên có thể là đắt tiền,
nhưng cũng có rất nhiều những khóa học miễn phí. Và một số khóa học miễn phí có khi lại tốt hơn so với khóa học mất phí. Trong nhiều trường hợp thì các khóa học trực tuyến đôi khi lại là nguồn kiến thức tốt nhất để bạn tìm kiếm. Và nhớ là hãy ghi chú lại. Khi bạn học hãy ghi chú mọi thứ để có thể tham khảo lại sau này. Tôi thì thích sử dụng Evernote và thường ghi chú rất chi tiết vì nó giúp tôi dễ dàng rà soát lại những gì đã học trong quá khứ và nguồn kiến thức. Bạn cũng nên xem xét việc chia sẻ công khai những ghi chú của mình trong quá trình học. Như với tôi thì là những cuốn sách mà tôi đã đọc vì nó sẽ buộc bạn phải làm rõ thêm sự hiểu biết của mình để diễn đạt nó theo cách mà người khác sẽ hiểu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.